Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Chào buổi tối của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, được phát sóng trực tiếp trên kênh VTC1, VTC3 và VTC14. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 24 tháng 12 năm 2016. Tôi là Thu Thủy. Còn tôi là Thanh Huyền và chương trình Chào buổi tối ngày hôm nay sẽ có những nội dung nổi bật như sau. Một cô gái tại thành phố Hồ Chí Minh có dấu hiệu mù mắt, đột quỵ và liệt nửa người sau khi tiêm chất lạ vào mũi để làm đẹp. Quy định công chức viên chức Hà Nội không được mặc áo không cổ và váy ngắn đi làm đang gây nhiều tranh cãi. Chuyện tối nay là chia sẻ của Mỹ Nam Hầu Đồng Hoàng Quốc Việt về cơ duyên đến với Hầu Đồng. Nhật Bản trang bị thêm giấy vệ sinh cho điện thoại trong các nhà vệ sinh công cộng để đảm bảo vệ sinh. Xin được mở đầu chương trình bằng phần điểm tin từ sáng đến tối. Quý vị và các bạn thân mến, những ngày qua hình ảnh một ông bố trẻ đựng con nhỏ trên lưng giữa đêm rét mướt đi lục đồ ở những thùng rác khiến cho rất nhiều người trên mạng xã hội không khỏi thương cảm. Không ít người còn muốn giúp đỡ ông bố này tiền để chăm sóc con vì nghe rằng là anh chia sẻ có đến 3 đứa con. Đứa bé nhất thì mới chỉ 16 tháng tuổi mà vợ thì bỏ đi khiến cho anh phải chịu cảnh gà trống nuôi con. Thế nhưng mà ngày hôm nay thì lại có thêm một clip mới được đăng tải, ghi lại cảnh ông bố này dùng dây lưng để đánh đứa con gái ngay tại quán ăn, khiến những nhìn nhận, những tình cảm trước đó đối với người bố này đều đã thay đổi. Thậm chí là có những người không quen biết còn tìm gặp ông bố này để răn dạy. Đây là những hình ảnh được chia sẻ trên các trang mạng xã hội, khiến ai cũng cảm thấy xót thương và muốn giúp đỡ cho hoàn cảnh một nách ba con của ông bố sinh năm 1990, tên Đào Đức Khiêm. Thế nhưng, nhìn những hình ảnh anh này thẳng tay đánh đứa con gái ruột của mình bằng thắt lưng và liên tục chửi con bằng những từ ngữ bậy bạ ngay giữa quán ăn, thì không ai có thể chấp nhận được. Điều bất ngờ là có những người sau khi xem được những hình ảnh này đã tìm gặp ba bố con Khiêm tại bến xe. Ban đầu, người này vừa hỏi han trò chuyện, khuyên răn về việc không được đánh con, vừa phát trực tiếp trên trang cá nhân của mình. Sau đó, người này đã rủ ông bố ba con ra một góc khuất của bến xe và đánh. Cuộc xô xát đã được ngăn chặn kịp thời, nhưng sau khi biết sự việc, mọi người tại bến xe đều trách mắng, khuyên răn và thậm chí có người muốn tiếp tục đánh Khiêm vì đã có hành vi không đúng với con gái mình. Khiêm đã bị buộc phải nói lời xin lỗi và hứa lần sau sẽ không có hành vi tương tự. Không bao giờ em đánh con nữa. Lần này lần cuối cùng, còn nếu mà có lần sau nữa, còn như thế nào thì lừa em. Vâng, và chúng tôi cũng đã liên hệ với lãnh đạo của Công an phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội, nơi mà anh Khiêm đã từng cư trú trước đây để tìm hiểu thông tin cho chính xác hơn về hoàn cảnh của người đàn ông này. Thì được biết là anh Khiêm là trẻ bị bỏ rơi từ khi còn rất bé, đã được một cặp vợ chồng sinh sống ở địa bàn này mang về nuôi, nhận làm con nuôi. Anh ta đã từng có tiền án, có tiền sự và về tội trộm cắp và cũng có hồ sơ đã từng sử dụng ma túy. Khi mà bố nuôi của anh mất thì là anh Khiêm đã bán nhà của bố mẹ nuôi đi và mua nhà khác để sống cùng với vợ và ba đứa con nhỏ. Và nếu mà anh ta có thể ra tay đánh con một cách thậm tệ như thế thì tôi nghĩ là sẽ không chỉ vì bị răn dạy từ những người lạ mặt gặp có một lần ở bến xe vào ngày hôm nay mà anh ta sẽ thay đổi hoàn toàn cách ứng xử, giáo dục con cái của mình. Biết đâu thì lần sau anh ta sẽ vẫn còn đánh con, thậm chí là đánh mạnh hơn nhưng mà ở chỗ kín đáo hơn để không bị ai quay clip cả. Ngày càng có nhiều phụ nữ tìm đến các thẩm mỹ viện để làm đẹp và cũng rất nhiều ca biến chứng vì phẫu thuật hay bơm silicone lỏng đã được chúng tôi cảnh báo. Mới đây nhất thì các bác sĩ ở Bệnh viện Nhân dân 115 ở thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận một trường hợp nguy kịch khi bệnh nhân có dấu hiệu mù mắt, đột quỵ và liệt nửa người sau khi tiêm chất lạ vào mũi để làm đẹp. Nữ bệnh nhân này nhập viện với triệu chứng mờ dần mắt bên trái và liệt nửa người. Các dấu hiệu này xảy ra ngay sau khi cô nhờ bạn tiêm một mũi thuốc gọi là chất làm đầy vào mũi để làm đẹp. Các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115 xác định chất làm đầy được tiêm vào mũi đã đi vào mạch máu, gây thuyên tắc mạch máu và ảnh hưởng đến não bộ, gây nhồi máu não, liệt nửa người. Ngoài ra chất này còn làm thuyên tắc cả động mạch mắt khiến bệnh nhân mất thị lực, mù mắt trái. Được biết bệnh nhân này 22 tuổi, là học viên của một thẩm mỹ viện. Sau khi kết thúc khóa học đã nhờ bạn làm cùng tiêm chất này để nâng mũi và xảy ra biến chứng.
Việc tiêm chất làm đầy đã được cơ quan quản lý dược phẩm và thực phẩm Mỹ cảnh báo vì nhiều biến chứng hết sức nguy hiểm, đặc biệt là silicone lỏng đã bị cấm sử dụng trong thẩm mỹ. Thời gian vừa qua, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ tiếp nhận đến gần 20 bệnh nhi mắc chứng bệnh có tên là Kawasaki. Đây được cho là một điều bất thường khi một số lượng tăng đột biến với chứng bệnh được xem là khá lạ và hiếm. Vậy Kawasaki là bệnh gì và vì sao lại ngày càng có nhiều trẻ mắc đến như vậy? Kawasaki là một bệnh lý tim mạch mà đến nay người ta không xác định được nguyên nhân. Thay vì màu môi tím nhợt, nhạt, thể trạng ốm yếu của người bệnh tim thông thường thì các cháu bé mắc bệnh Kawasaki lại có những đốm phát ban rộng màu đỏ rực trên cơ thể. Triệu chứng ban đầu là trẻ bị sốt cao, nổi mẩn đỏ, phát ban, sưng hạch, cả mắt và lưỡi đều đỏ. Do đó, cả phụ huynh lẫn các bác sĩ tuyến dưới đôi khi vẫn nhầm lẫn với các bệnh sốt cảm hay là sốt xuất huyết thông thường. Lo ngại nhất là khi Kawasaki biến chứng vào tim sẽ gây ra viêm cơ tim, giãn tim ở trẻ nhũ nhi. Ở tuần bệnh thứ 3 thì trẻ có thể bị bong chóc da trên đầu ngón tay và rất đau đớn. Các bác sĩ chỉ có thể cho uống thuốc kháng viêm, tiêm protein miễn dịch để hạn chế viêm cơ tim. Đến nay, y khoa thế giới cũng chưa tìm ra nguyên nhân gây bệnh và chưa có thuốc để đặc trị bệnh Kawasaki. Sau nhiều năm nghiên cứu, soạn thảo, tiếp thu ý kiến đóng góp của người dân, báo chí và các nhà nghiên cứu, thành phố Hà Nội sẽ ban hành Bộ Quy tắc ứng xử vào ngày 1 tháng 1 năm 2017. Bộ Quy tắc này bao gồm hai nội dung: quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội và quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thủ đô. Trong số những nội dung được đưa ra, có lẽ đáng chú ý nhất và nhận được sự quan tâm nhất chính là quy định về ứng xử dành cho dân công sở. Cụ thể là Bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội quy định: cán bộ công chức đi làm việc phải mặc áo có ống tay và cổ áo, nếu mặc váy thì phải dài đến đầu gối. Các đối tượng này cũng không xăm hình hay vẽ hình phản cảm. Việc sử dụng trang sức, mỹ phẩm và nước hoa phải phù hợp. Cán bộ công chức không nói tục, không tụ tập làm việc riêng trong hoặc là ngoài cơ quan, không nấu nướng thực phẩm trong phòng làm việc. Không hút thuốc, không sử dụng đồ uống có cồn, không hát karaoke trong giờ làm việc, không đeo tai nghe, bật nhạc, nghe nhạc, xem TV, nghe đài, chơi điện tử trong giờ hành chính. Không lưu giữ phát tán hình ảnh có nội dung đồi trụy, không có hành vi quấy rối dưới mọi hình thức, kể cả bằng lời nói, cử chỉ. Vâng, chỉ với từng ấy nội dung thôi thì tôi nghĩ rằng có lẽ rất nhiều công chức chắc hẳn là đang giật mình vì hóa ra là lâu nay là đang vi phạm mà không hề biết đến. Trao đổi với báo chí xung quanh những phản hồi từ dư luận thì ông Tô Văn Động là Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Hà Nội, đơn vị đã chủ trì soạn ra dự thảo vừa rồi, cho biết là đây chỉ là những nội dung mang tính khuyến cáo chứ không bắt buộc và sẽ không có đơn vị giám sát độc lập mà mọi người trong công sở sẽ phải giám sát nhau. Vâng, và có nhiều ý kiến cho rằng là những quy định này quá cứng nhắc, có nhiều điểm động chạm tới quyền tự do cá nhân của công dân. Và thực tế là không cần thiết, bởi vì từ trước đến nay thì chúng ta đã có luật cán bộ công chức, luật viên chức cũng đã có những quy định khá cụ thể về trang phục, về cách ứng xử, thái độ làm việc của công chức. Bên cạnh đó thì mỗi đơn vị thường đặt ra những quy định, những nội quy riêng cho người lao động. Và ở nhiều đơn vị có những đặc thù riêng, không thể áp dụng toàn bộ nội dung của bộ quy tắc ứng xử này được. Vào ngày 3 tháng 1 tới đây, người hâm mộ Việt Nam sẽ có cơ hội gặp gỡ và giao lưu với diễn viên Toran Rapustra, người đóng vai Anandi trong bộ phim truyền hình Đình Đám Cô Dâu 8 Tuổi, hiện đang được chiếu trên kênh truyền hình VTC7 Today TV. Và đây là lần thứ 5 các diễn viên của phim Ấn Độ này đến với Việt Nam. Theo dự kiến, nữ diễn viên Toran Rapustra sẽ tham gia đêm trao giải Ngôi sao xanh 2016 vào ngày 3 tháng 1. Bản thân cô được đề cử vào hạng mục nữ diễn viên nước ngoài được yêu thích nhất của giải thưởng này. Điều này cho thấy là sau hơn 2 năm phát sóng, bộ phim vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm yêu thích của khán giả Việt Nam. Sau lễ trao giải, cô sẽ tham gia một số hoạt động và gặp gỡ tại khán giả tại Cần Thơ. Sau hơn 1.500 tập gắn bó với vai diễn Anandi, từ một diễn viên bình thường, Toran đã trở thành ngôi sao nổi tiếng của màn hình Ấn Độ. Chia sẻ về vai diễn này, nữ diễn viên cho biết vai Anandi là niềm vinh dự lớn lao và có ý nghĩa cho sự nghiệp diễn xuất của cô, nhất là khi Cô Dâu 8 Tuổi là bộ phim đầu tiên cô được tham gia trình chiếu tại Việt Nam trong suốt hơn 2 năm qua. Đêm trao giải Ngôi sao xanh 2016 còn quy tụ nhiều nghệ sĩ đến từ Philippines, Thái Lan và Ấn Độ.
Có rất nhiều câu chuyện thú vị liên quan đến bộ phim Nghìn Tập Cô Dâu 8 Tuổi. Ngày hôm nay thì tôi muốn chia sẻ thông tin về hậu trường lồng tiếng để bộ phim này có thể đến được với khán giả Việt Nam. Bộ phim đã trải qua cả nghìn tập với hàng trăm nhân vật, nhưng thực tế thì nhóm lồng tiếng cho phim chỉ có 9 người mà thôi. Đồng nghĩa là một người sẽ lồng tiếng cho nhiều nhân vật, thậm chí là có người lồng tiếng cho 4 nhân vật cùng một lúc. Đặc biệt là dù phim có rất nhiều nhân vật trẻ con, nhưng nhóm lồng tiếng thì không có ai là trẻ con, nên các diễn viên đã phải giả giọng. Khi lồng tiếng cho phim Cô Dâu 8 Tuổi nói riêng và phim Ấn Độ nói chung thì các diễn viên lồng tiếng đều phải dựa trên tiêu chí đặc thù với con người và từng vai diễn ở trong phim. Ví dụ như là nhân vật Anandi chẳng hạn thì một cô gái hồn nhiên trung thực, đầy lòng bao dung nhưng lại rất mạnh mẽ cứng cỏi, nên khi lồng tiếng thì diễn viên lồng tiếng đòi hỏi là phải có chất giọng trong sáng và dày dặn. Hoặc như là nhân vật Thanh Cha Sif là chồng của Anandi, là một người đàn ông chín chắn, điềm đạm, yêu cầu thì chất giọng phải diễn viên lồng tiếng thì phải mạnh mẽ và thật là ấm áp. Có thể thấy rằng là giờ đây việc mang theo điện thoại đi vệ sinh nhằm giết thời gian đang dần trở thành thói quen của rất nhiều người. Tuy nhiên có lẽ nhiều người không ngờ rằng là hành động đó lại có thể tiềm ẩn những nguy cơ cho sức khỏe khi mà điện thoại có thể mang theo rất nhiều vi khuẩn gây hại sau mỗi lần như vậy. Và để giải quyết vấn đề này, Nhật Bản đã vừa quyết định trang bị thêm giấy vệ sinh cho điện thoại trong các nhà vệ sinh công cộng. Ý tưởng giấy lau chùi điện thoại được công ty Docomo Nhật Bản thực hiện sau khi xuất hiện các nghiên cứu cho thấy màn hình điện thoại thông minh chứa nhiều vi khuẩn gây bệnh hơn cả bồn cầu. Những cuộn giấy dùng sau lau chùi điện thoại được đặt bên cạnh giấy vệ sinh thông thường nhằm khuyến khích mọi người sử dụng. Và nhằm thu hút sự chú ý, trên mặt giấy vệ sinh đặc biệt này còn in kèm dòng chữ "Chào mừng đến Nhật Bản" cùng thông tin du lịch hay các điểm phát wifi trong nước. Bước đầu, chính quyền Nhật Bản đã cho thử nghiệm sử dụng loại giấy vệ sinh lau điện thoại đặc biệt này tại 86 phòng vệ sinh chung tại sân bay quốc tế Narita ở tỉnh Chiba. Vâng, những cuộn giấy vệ sinh đã trở thành một vật dụng quá quen thuộc đối với tất cả chúng ta, đến mức mà nhiều người không hề nghĩ rằng nó cũng đã phải trải qua hàng trăm năm phát triển, phải cải tiến thì mới mang hình dạng như ngày nay chúng ta biết. Và giấy vệ sinh đầu tiên thì xuất hiện vào thế kỷ 14 tại Trung Quốc dưới dạng khổ lớn là 0,6-0,9 mét. Và cho tới thế kỷ 19 thì giấy báo và giấy viết cũ trở thành loại giấy vệ sinh mới của người Mỹ. Và phải tới năm 1857 thì giấy vệ sinh như chúng ta thấy ngày nay thì mới được xuất hiện và bày bán rộng rãi ở Mỹ như là một sản phẩm y tế. Đến tận năm 1885 thì giấy đục cuộn đục lỗ thì mới có mặt trên thị trường. Vâng, ngày trước nếu mà muốn giết thời gian thì nhiều người có thói quen là mang theo một quyển sách khi vào nhà vệ sinh. Nhưng mà từ khi điện thoại thông minh ra đời thì mọi thứ đều đã khác. Có một thống kê như thế này khiến chúng ta sẽ phải giật mình. Đó là trước khi có điện thoại thông minh thì người ta chỉ mất từ 3 đến 5 phút cho việc đi vệ sinh. Sau khi có điện thoại thông minh kết nối 3G thì thời gian đã tăng lên là 15 phút. Và nếu mà nhà vệ sinh có wifi thì thời gian đi vệ sinh có thể tăng lên 45 phút. Và đặc biệt là nếu mà có cả dây sạc nữa thì cả người ta có thể ngồi cả buổi trong nhà vệ sinh. Quả thật là rất đáng sợ đúng không ạ? Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm tin từ sáng đến tối. Và chương trình của chúng tôi sẽ quay lại sau ít phút với phần giao lưu với một thanh đồng rất trẻ tuổi. Mời quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình Chào Buổi Tối với tiểu mục Chuyện Tối Nay. Quý vị và các bạn thân mến, nghi thức hầu đồng đang được ngày càng nhiều người quan tâm, tìm hiểu, nhất là sau khi thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào ngày 1 tháng 12 vừa qua. Về bản chất thì đây là một nghi thức giao tiếp với thần linh thông qua những người trung gian là các ông đồng và bà đồng. Nhưng điểm đặc biệt là dù được gọi là những ông đồng, những bà đồng, nhưng nhiều người tham gia diễn sướng hầu đồng thì lại có tuổi đời rất trẻ nên họ còn được gọi là những thanh đồng. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi muốn mời quý vị gặp gỡ một thanh đồng như thế, đó là thanh đồng Hoàng Quốc Việt. Vâng, và các bạn thân mến, vẻ thanh tú thư sinh của chàng trai này đã khiến cho dân mạng ngẩn ngơ và đặt cho cậu một danh hiệu, đó là Mỹ Nam Hầu Đồng. Trước hết là xin cảm ơn Hoàng Quốc Việt đã đến tham dự chương trình Chào Buổi Tối. Và trước khi trò chuyện với chàng trai sinh năm 1996 nhưng đã có tới 4 năm gắn bó với Hầu Đồng, chúng tôi muốn mời quý vị theo dõi một số hình ảnh sau đây. Sở hữu khuôn mặt đẹp với những đường nét thanh thoát nên khi trang điểm hóa trang thành cậu đồng, Hoàng Quốc Việt càng trở nên điển trai và mang vẻ đẹp thoát tục. Con
Hoàng Quốc Việt sinh năm 1996, hiện đang là sinh viên năm thứ 2 khoa Văn hóa xã hội trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. Bén duyên với Hầu Đồng từ khi còn học cấp 3, thường xuyên tham gia các dịp lễ quan trọng ở các tỉnh, nhưng Quốc Việt chưa bao giờ lơ là việc học. Suốt 12 năm liền, Quốc Việt đạt danh hiệu học sinh khá. Lên đại học, Việt cũng thường xuyên giành học bổng. Chàng trai trẻ tuổi này hiện đang giữ chức lớp trưởng và tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa của trường, của lớp. Việt thân mến, bạn có thể chia sẻ với khán giả trong chương trình là bạn đã bén duyên với Hầu Đồng như thế nào? Chào các quý vị khán giả, chào chị. Cái cơ duyên mà em đến với Hầu Đồng ấy là trong gia đình em có truyền thống Hầu Đồng, là bà em cũng là Thanh Đồng, nên là từ bé em đã được đi theo bà đi lễ các đền chùa và tiếp xúc với các cái khóa hầu ấy, nên là lớn lên thì cảm thấy được cái tín ngưỡng này nó có những cái nét nét đẹp mà em đã quyết tâm mà theo đuổi. Vậy thì rõ ràng là trong gia đình em thì mọi người chắc chắn là sẽ rất khuyến khích rồi đúng không? Rồi, em trong gia đình em mọi người rất là ủng hộ, và đặc biệt là mẹ em. Thế còn bạn bè rồi thầy cô ở trường hay là những người khác, những người ngoài xã hội thì họ ủng hộ hay là họ phản đối? Mọi người cũng rất là ủng hộ trong cái công việc này, tại vì Hầu Đồng đã được UNESCO công nhận thực hành tín ngưỡng thờ mẫu. Thế còn bây giờ em có thể chia sẻ là những lần đầu tiên khi mà bắt đầu tham gia Hầu Đồng em đến với em như thế nào? Những cái lần đầu tiên thì khi em bước chân lên sập cộng đồng thì cảm giác khá là hồi hộp và lo lắng, nhưng mà cũng có nghĩa là cái cơ duyên mình ấy thì cũng rất là suôn sẻ và thuận lợi. Bây giờ khi mà nhìn, ví dụ như chị nhìn những người mà Hầu Đồng ấy, thì chị thấy là họ với ngoài đời với cả ở trên chiếu đồng hoàn toàn khác nhau. Tức là cái ánh mắt, cái cử chỉ khi họ trên chiếu đồng thì họ hoàn toàn khác. Họ có thể duyên dáng hơn, họ có thể quyền lực hơn, bởi vì có lẽ là vì họ nhập vai đúng không? Em có thể nói qua với quý vị khán giả một cách ngắn gọn là với một Thanh Đồng, với một người Hầu Đồng thì họ sẽ làm gì khi mà ở trên chiếu đồng? Khi mà bước chân lên sập cộng đồng ấy, tham dự cái vấn hầu ấy, thì có thể hóa thân thành những ông quan, tức là oai nghi, những bà chúa dân tộc, châm oanh đài các, hoặc là những ông hoàng hào hoa phong nhã, những các cô thì tinh nghịch, những các cậu thì nghịch ngợm, thay đổi vai, lúc thì là ông, lúc thì là bà. Những cái thần thái đấy là hoàn toàn là nhập vai, tại vì Hầu Đồng là diễn lại những cái lịch sử, hóa thân thành những cái vị thánh để ca ngợi công lao của các cái vị thánh đấy. Quốc Việt thân mến, là em còn khá là nhỏ tuổi, thông thường những người Hầu Đồng khác thì đều lớn tuổi, vậy thì em có gặp phải khó khăn gì không? Đặc biệt là khi mà em Hầu Đồng thì những con nhang đệ tử xung quanh hầu hết đều là những người lớn tuổi hơn em. Thực ra thì cái khó khăn của em thì cũng không có, tại vì hiện tại thì mọi người, đặc biệt là những Thanh Đồng trẻ như em thì được rất là mọi người quý mến và tôn trọng, nên là mọi người cũng rất là nhìn nhận cái thoáng hơn. Ngoài ra thì mọi người cũng thừa nhận khả năng của chính em nữa đúng không? Dạ vâng. Với vẻ ngoài rất là bắt mắt khi mà trong tạo hình các vị thánh, thì em còn có một lợi thế khác nữa, đó là em được đánh giá rằng thần thái của em rất tốt. Vậy thì để có được thần thái này thì có phải luyện tập nhiều hay không? Không, thực ra cái này thì là khi mà em ngồi trên sập cộng đồng đấy là hoàn toàn là nhập vai chứ không được là tập luyện trước. Đấy, và hoàn toàn không thể tập luyện được chị ạ. Vậy thì cuộc sống của một Thanh Đồng thì như thế nào? Em có nhận được nhiều lời mời tham gia không? Và những cái lời mời tham gia Hầu Đồng thì đến từ đâu? Em cũng nhận được khá là nhiều lời mời tham gia Hầu Đồng diễn sướng đến từ các cái tổ chức, những các cái cuộc thi và những các cái vấn hầu, em hầu trong các cái dịp lễ hội. Thường thì cái mật độ mà để đi hầu hay là đi diễn sướng thì như thế nào? Một tháng thì em có thể hầu 5 đến 7 canh hầu. Vậy là cũng rất là dày đặc đúng không? Vâng. Thế thì làm sao để em có thể đảm bảo vừa phân bổ thời gian để học tập này, rồi sống một cuộc sống của một người bình thường, sau đó thì lại nhập vai vào những vị thánh rồi hầu đồng diễn sướng như vậy? Thực ra thì cái công việc của em mang tính chất tâm linh, nên em cũng cân bằng để nó không ảnh hưởng đến cái công việc học tập của mình. Ví dụ như là đi lễ thì em có thể sắp xếp công việc vào thứ 7 chủ nhật và những cái ngày nghỉ,
để làm sao mà mình vẫn có thể duy trì được cái việc học hành của mình tốt nhất. Vậy thì chắc chắn là khi xem những cái hình ảnh của em vừa rồi, và chị nghĩ chắc chắn là em sẽ rất nổi tiếng, không chỉ trên cộng đồng mạng đâu mà là trong mọi người, chắc chắn là nhiều người sẽ nhận ra em này, trở thành một người nổi tiếng, mà lại đặc biệt hơn là trở thành một người nổi tiếng biết tới với một cái đời sống tâm linh như vậy. Thì em nghĩ như thế nào, và cái sự nổi tiếng đó ảnh hưởng ra sao đến cái cuộc sống hàng ngày của em? Em cũng rất là vinh dự khi mà được nhiều người biết đến và mọi người rất là yêu quý. Nó cũng là một cái lợi thế đối với em, nó cũng như là một cái bất lợi, tại vì nhiều người nhìn với cái ánh mắt thì nó không được thân thiện cho lắm. Vì sao thì không được thân thiện? Tại vì nhiều người đang còn chưa biết đến cái tín ngưỡng này, và họ nghĩ rằng như thế là mê tín dị đoan, đúng không? Rồi họ nghĩ rằng là đồng bóng vân vân, đúng không? Em khi mà hầu thì em thích hầu giá nào nhất, và tại sao em lại thích hầu giá đó? Thực ra thì khi em hầu thánh thì giá đồng nào cũng như nhau, nó đều có những cái đặc điểm riêng, và cũng không có phân biệt là thích hầu giá nào hơn. Và không có một cái đặc biệt nào, hoặc là chị thấy ví dụ như có rất nhiều thanh đồng thì họ ưu tiên đặc biệt, hoặc là họ được lựa chọn, đúng không? Khi mà bắt đầu thì hình như là thanh đồng thì sẽ là giơ tay để ra hiệu để mình sẽ bắt đầu mình vào giá nào trước, thì em có cái nào gọi là ưu tiên hơn hay là thích hơn hay là không? Em không ưu tiên với một giá đồng nào hết, tại vì là em nghĩ là cái mình hầu theo đúng cái lề lối. Nổi tiếng thì ai cũng thích, đúng không? Và em vừa nói rằng em cũng phải đối diện với rất nhiều những cái lời nói không hay, hoặc là những cái ác cảm của những người chưa hiểu được. Vậy thì em đối diện với việc đó như thế nào? Em cảm thấy nó cũng bình thường thôi. Vì mình nghĩ là mọi người nhìn nhận thế nào thì đó là quyền của mọi người. Mình không thể nào mà mình có thể bắt người khác suy nghĩ tốt lên được. Công việc của một thanh đồng thì đòi hỏi em phải thường xuyên là trang điểm này, rồi là ăn mặc sặc sỡ để phù hợp với tạo hình của nhân vật. Em có gặp rắc rối gì không trong việc này? Em không gặp rắc rối gì cả. Không gặp rắc rối gì. Chị thấy là khi mà bước vào trường quay, chị nhìn thấy em từ xa thì nhận ra là em có một cái làn da rất là đẹp, và chắc chắn là có rất nhiều phụ nữ phải ghen tị. Em có thể chia sẻ một chút là làm sao mà em có một làn da đẹp như thế và có một cái thần thái rất là rạng rỡ như thế không? Tại vì cái đặc thù công việc của em là khi mà em đi hầu ấy thì em thường xuyên phải trang điểm, tiếp xúc với phấn son nhiều, nên là em cũng hay đi chăm sóc da ở các cái spa để dưỡng da. Và mỗi khi mà chuẩn hầu trang thì cái việc trang điểm của em thì có người giúp đỡ hay là em có phải đi học những cái khóa trang điểm cho mình không? Khi đấy thì trong cái ekip của em có một cái bạn make up cho em. Vậy là em có hẳn một ekip lo về trang phục, lo về make up, đúng không? Rất là chuyên nghiệp. Rất nhiều khán giả và đặc biệt chị nữa cũng tò mò là quan điểm về tình yêu của một nam thanh đồng thì như thế nào? Em có thể sẵn sàng chia sẻ với khán giả không? Em chưa nghĩ đến cái vấn đề đấy ạ. Chưa nghĩ đến, nhưng mà có thể là đây là quan điểm. Thực ra thì cái quan điểm của em về cái tình yêu ấy là mọi cái nó là tùy duyên. Đấy, khi nào mà duyên nó đến thì ắt hẳn là sẽ gặp rồi. Vậy em có thể chia sẻ với khán giả là trong tương lai thì dự định của em sẽ làm gì? Sau khi là em ra trường, em sẽ gắn bó với một công việc, một chuyên môn nào đó như là em đang theo học, hay là sẽ gắn bó với công việc tâm linh đã khiến cho em trở nên rất là nổi tiếng? Thực ra thì hầu đồng với em nó là một cái cuộc sống mà nó không thể thiếu được. Và sau khi ra trường thì em sẽ theo đuổi cái lẫn cái công việc công danh của mình, và mình vẫn hầu đồng. Chắc là chị đoán là em sẽ chọn một cái công việc nào đó mà có liên quan đến cái công việc tâm linh của em, đúng không? Xin cảm ơn em và chúc em sẽ thành công hơn nữa trong công việc cũng như là trong cuộc sống tâm linh của mình. Quý vị và các bạn thân mến, một trong những khó khăn của việc bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống hay là các di sản phi vật thể đó là sẽ không có đội ngũ trẻ kế cận. Nhưng qua câu chuyện hôm nay với Thanh Đồng Hoàng Quốc Việt thì chúng ta có thể phần nào yên tâm rằng diễn sướng hầu đồng, một nghi thức quan trọng của tín ngưỡng thờ mẫu ở Việt Nam, đã có thêm những cơ sở vững chắc để được bảo tồn và phát triển. Vâng, và nếu quý vị yêu mến Hoàng Quốc Việt muốn theo dõi đầy đủ những giá đồng của thanh đồng này thì có thể đón xem chương trình Canh Hầu Ngày Xuân hiện đang được Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC gấp rút thực hiện để phát sóng trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Còn chương trình Chào Buổi Tối ngày hôm nay của chúng tôi thì xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.